Rời Villa de Sceaux, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá Leona Valley và khu vực lân cận. Leona Valley, vùng đất khô, nóng và vắng vẻ, nhưng lại có những địa điểm khá thú vị. Cùng nằm trên con đường Elizabeth Road nối dài là một nơi như vậy. Đó chính là Historic Rock Inn, nôm na dịch là di tích lịch sử quán trọ bằng đá. Rồi, thưa quý vị, Thủy Vân đang đứng bên cạnh ông Warren Sanchez. Ông là người chủ của cái địa điểm thứ hai mà chúng ta đến thăm ngày hôm nay, đó là The Historic Rock Inn. Hi, Warren, how are you today? Real good. Okay, so one of the reasons why I chose this location, because of the name itself, Historic Rock Inn. So can you share with the audience of Saigon TV about the little history behind this place? Rock Inn được xây dựng vào năm 1929 như là một nơi trao đổi hàng hóa, cũng như là một khách sạn bằng đá cho khu vực Lake Hughes. Qua nhiều năm, nơi đây trở thành một nhà hàng, một quán bar, có thêm cửa tiệm, bưu điện, nơi bán pizza, gần như là đủ thứ hết, và còn là trạm xăng nữa. Nhưng hiện giờ thì nó chỉ là một nhà hàng, quán bar và một quán trọ nhỏ ở trên lầu mà thôi. As I've known that at the beginning, it wasn't really a rock inn, right? The rock inn came a little bit later. Ban đầu thì nơi này có tên là Lake Hughes Trading Post và Rock Hotel. Cái tên The Rock Inn được đặt mãi sau này vào những năm 1970 bởi người chủ nhân lúc đó của nó là Paul Coslow, nguyên là một diễn viên của Hollywood. Yeah. So that is a history of this place. So how about your story? How did you come to this place and how did you fall in love with it? Khoảng 11 năm trước, tôi tìm kiếm cho mình một nơi để dưỡng già. Tôi có một căn nhà ở Leona Valley vì tôi thích khu vực này. Và từ đó, tôi đã khám phá ra nơi này khoảng 9 năm trước. Tôi đã hợp tác với đứa con gái, con rể và một người cộng sự khác để quản lý quán trọ này. You say that it is going to be your retirement place, right? 11 years ago, and now you're still here, not retiring, and still working strong. So what is the one thing that you love so much that this is going to be your actually keep on working place, not retirement? Well, at the very beginning, I had a daughter and a son-in-law. Like I said, they were supposed to slowly take over, and I was going to semi-retire to working for them. But as it didn't work out, too much work for them. So now I have it, and I'm going to run it as long as I am still having fun with it. And so far, that's the case. It could be 5 more years, 10, I don't know. It just depends. But it's just the love of the business, the people, and all my local people that come in here that make it worthwhile. I noticed that it seems like here everyone knows everyone because, you know, there's a truck pass by and they like honk you a little bit and you wave hi. It's very friendly. It's very family-like here. So, and I saw a lot of motorcycle here. Was that on the motorcycle route that this a popular spot? Chúng tôi là điểm tới của những anh chàng lái mô tô. Họ đến từ những nơi rất xa chỉ để ăn uống, vui chơi. Rồi lại rời bước bằng con đường khác. Có 5 con đường khác nhau dẫn đến đây, khá ngoằn ngoèo và quanh co. Và đó chính là lý do mà họ thích. Còn trong tuần thì phần lớn khách ở đây là những người dân sống lân cận mà chúng tôi biết hầu hết. Cũng dễ hiểu vì thị trấn nhỏ này chỉ có 500 dân mà thôi. Và nếu tổng cộng những vùng lân cận thì cũng chỉ độ chừng 5.000 dân sinh sống. So besides having a bar downstairs, a restaurant, so what are all their services that you have here, Juan? Well, like you say, we have the bar, the restaurant, and we do have a small 6-room hotel upstairs, and then we have a gift shop upstairs. And that's the services that we have right now. So it make actually right now still the Historic Rock Inn is still, you know, the one-stop shop. So whoever come out here, probably for cherry picking and they want to stay a couple day a day or two, they can come here, eat and stay a little bit with the family, like, right? Yes, they can, because we do 65% food, so children can be in our place. We're not a bar per se, we're more of a restaurant. Là một nhà hàng và quán trò nhỏ, chúng tôi luôn chào đón những gia đình đến thăm. Và không chỉ có cherry picking mà tùy mùa, khu vực này còn có cả táo, đào và các loại trái cây khác, tùy thuộc vào thời điểm trong năm. So now we're gonna go check out your place. Okay. Thank you, Warren. Như ông Warren đã tâm sự, căn quán trọ này đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Được xây dựng bởi Joe Hurt Sr. từ năm 1927 đến năm 1929. Nơi đây thì ban đầu được xây dựng bằng gỗ, rồi thép và bê tông, và cuối cùng được gia cố bằng đá sau một trận cháy. Lake Hughes,
khu vực hồ Hughes từng được biết đến với cái tên là hồ West Elizabeth. Và mãi đến những năm 1920 thì đây là vùng đất của chăn nuôi và trồng trọt. Năm 1926, nhà đầu tư và phát triển nhà Lauren Austin đến từ Pasadena đã mua lại 40 mẫu đất dọc bờ hồ để xây dựng những căn nhà nhỏ nghỉ mát. Vào tháng 4 năm 1928, cửa hàng kim bưu điện, kim trạm xăng và tòa nhà 15 phòng trọ mang tên Hurt và Brandon chỉ vừa hoàn tất thi công thì đã bị cháy rụi. Được biết, ngọn lửa bắt đầu từ hắt yếm trên mái nhà bị cháy nóng từ mặt trời. Lúc đó, toàn bộ hàng hóa trong tiệm đã được đưa qua tiệm phía bên kia đường và cửa tiệm Hurt hoạt động trở lại 4 tiếng sau vụ hỏa hoạn. Và đó là lý do The Rock Inn ra đời. Được xây bằng đá khai thác từ hồ Hughes, quán trọ cao 2 tầng lầu với cửa sổ vòm cao, hành lang và một lò sưởi bằng đá khá lớn. Bên cạnh là một cửa hàng, bưu điện và khách sạn. Rock Inn còn là trạm xe buýt, trạm nghỉ chân cho những chuyến xe chạy đường dài. Vào cuối Thế chiến thứ 2 năm 1945, công việc làm ăn khó khăn khiến cho gia đình nhà họ Hurt phải đóng cửa khách sạn Rock Inn và sinh sống ngay trong sảnh khách sạn ở tầng 2. Năm 1975, diễn viên Paul Coslow đã mua lại tòa nhà này, sang sửa, củng cố và xây dựng lại, cũng như đặt lại tên chính thức cho nơi này là The Rock Inn. Dạo quanh căn quán nhỏ, dường như từng góc đá, từng thanh gỗ đều mang trong mình một câu chuyện để đời. Nơi đây, thời gian như quay ngược với kiến trúc cũ đậm nét Viễn Đông, hai cây xăng bạc màu thời gian chắc đã chứng kiến ít nhiều những đổi thay của thời thế, lịch sử. Đến đây chúng tôi được nghe những câu chuyện dân gian thú vị, thí dụ như những bậc thềm bằng sành này đây. Tương truyền rằng nếu là gạch đến từ vùng Mễ Tây Cơ và trên miếng gạch sành có hình dấu chân chó đồng cỏ hay coyote, thì đó sẽ là miếng gạch đem đến may mắn cho gia chủ. Đó là vì khi người ta đang hong khô gạch sành trước khi cho vào lò sấy khô, mấy chú chó sói đồng cỏ khi tò mò tìm hiểu, vô tình dẫm chân lên gạch sành còn ướt và tình cờ để lại dấu ấn may mắn của mình. Điểm dừng chân kế tiếp là công viên hàng không Blackbird thuộc thành phố Palmdale. Thưa quý vị, như vậy là ngày sáng hôm nay thì gia đình của chúng ta đã ghé ngang Villa de Sol để mà hái cherry, rồi lại ghé ngang The Historic Rock Inn ở trên cùng cái tuyến đường để mà ăn trưa, nghỉ trưa một chút xíu. Và bây giờ, Thủy Vân xin mời quý vị chúng ta hãy đến một cái công viên rất là đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc phòng của Mỹ, đó là công viên Blackbird Air Park. Nằm ở góc đường số 25 và Avenue P là một phần của sân bay Palmdale. Công viên hàng không Blackbird trực thuộc Viện Bảo tàng AFFT được khai mạc vào ngày 27 tháng 9 năm 1991. Đây là nơi duy nhất đang trưng bày chiếc máy bay Lockheed SR-71A cùng với tiền bối của nó là chiếc A-12, song song với chiếc máy bay tối mật không người lái D-21. Và dĩ nhiên, không thể không nhắc đến chiếc máy bay trinh thám nổi tiếng của thập kỷ 50, chiếc duy nhất còn lại trên thế giới, đó là Lockheed U-2D. Đến thăm công viên hàng không Blackbird đã khiến cho những em nhỏ đi trong đoàn rất háo hức, và một em đã mạnh dạn muốn đứng trước ống kính máy quay phim để giới thiệu về khu vực này. I am reporting live at Blackbird Airport. My name is Brian Lee and I am standing in front of an airplane. Let's come close to check it out. Công viên được thiết kế để gìn giữ truyền thống đáng tự hào của những chiếc Blackbird, những chiếc máy bay quân sự của Hoa Kỳ. Qua rất nhiều quá trình tu chỉnh, bảo trì và trưng bày những chiếc máy bay đặc biệt này, đây là một cơ hội ngàn vàng cho tất cả khách tham quan đến từ khắp nơi, một kinh nghiệm thú vị và đầy tính giáo dục. Hi, thưa quý vị, Thủy Vân đang ngồi bên cạnh bé Tuấn. Okay, Tuấn. Today you go to the air park, right? The airplane park. So, which one is your favorite? That one. Why is it your favorite? That's why it's fast. It's fast. And it's big and its color is cool too, right? Yes. Okay. Do you like this park? Yes. Okay. Now, Tuấn chào quý khán giả dùm cô Vân nhé.
Khu vực Blackbird Heritage Courtyard là nơi vinh danh những người kỹ sư thiết kế hàng đầu, phi hành đoàn và tất cả những ai đã có công lớn trong việc chế tạo dòng máy bay Blackbird này, như là Clarence Kelly Johnson của Lockheed, Alan Dulles của CIA, phi công đầu tiên của chiếc U-2 Tony Livier, phi công đầu tiên của A-12 Lou Schott và phi công đầu tiên của SR-71 Bob Julian. Kính thưa quý vị, khi mà nhắc tới cái thành phố Palmdale, Lancaster hay là cái khu vực mà Leona Valley thì những người châu Á cũng như là nói chung cũng như là người Việt nói riêng thì thường không có nhiều cái khái niệm về những cái chỗ nào để mà đi. Thì khi mà chúng ta đến đây thường hoặc là poppy field hoặc là cherry picking. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thúy Vân giới thiệu đến gia đình chúng ta hai cái địa điểm mới mà chúng ta nếu mà có dịp đã lên cái khu vực này rồi phải ghé tham quan. Một là The Rock Inn và cái thứ hai không thể nào bỏ qua được quý vị vì nó là một cái công viên rất là đặc biệt là Blackbird Airport. Và cũng như là tiêu chí của chương trình On The Move mà Thủy Vân lúc nào cũng mong muốn đem lại những cái địa điểm mới cho những cái cuối tuần, những cái hoạt động cuối tuần hàng tuần của gia đình chúng ta. Và hy vọng rằng lần này là Thủy Vân đã giới thiệu được đến quý vị những cái địa điểm rất mới, nằm không có xa Orange County lắm quý vị, chỉ cần 1 tiếng 50 phút, 2 tiếng đồng hồ thôi là chúng ta có thể có mặt ở cái khu vực này và chúng ta có thể sắp xếp cả một ngày gia đình đoàn tụ, vừa chơi vừa học và vừa gắn bó với nhau hơn. Và một lần nữa Thúy Vân xin trân trọng cảm ơn sự chú ý quý vị đến chương trình On The Move của Đài Sài Gòn TV. Và Thúy Vân rất mong muốn nhận những ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email của chương trình là onthemove.saigontv@gmail.com. Và Thúy Vân xin hẹn gặp lại quý vị trong chuyến đi kỳ sau nhé. Xin tạm biệt.